hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Biển Xanh Nắng Ấm nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xuống downtown, là xuống phố để mua bánh mì của Mễ. Thì cái tiệm bánh mì này nó rất là nổi tiếng, nó nhỏ thôi nhưng mà giống như ở Việt Nam vậy, có nhiều tiệm bán bánh mì nhưng những cái chỗ mà nổi tiếng á thì mọi người thường ghé để ăn. Thì cái chỗ này là mình biết được cho nên let's go. Hello các bạn, nắng ấm đây nè. Bây giờ nắng ấm đang đi mua bánh mì Mễ ở dưới downtown. Có ông xã chở đi nhưng mà không có dám quay ảnh tại vì ảnh không có chịu lên video mất công. Ảnh vắng vốn thì mệt. Trời hôm nay mưa. Thì bây giờ ngoài trời đang mưa nè, có thấy không? Nhưng mà bây giờ mình đi xuống downtown, mình đi vô một cái tiệm này, nó rất là nổi tiếng về bánh mì của Mễ mà nó ngon lắm. Tại vì mình đi làm có một người bạn, người Mễ đó, xong rồi anh đó chỉ hai vợ chồng mình đi xuống chỗ này ăn. Nói chung cũng gần nhà, đi cũng nhanh lắm, nhưng mà thì đi xuống downtown nhé. Nói chung là bây giờ đang đi bộ xuống downtown để mua bánh mì. Trời mưa cho nên nắng ấm phải mặc cái áo rất là dày. Ok, thì các bạn đợi mình đi xuống downtown mua bánh mì nhé. Giờ mình đã đi xuống cái tiệm bánh mì rồi nè. Bây giờ phải mua bánh mì. Bây giờ nắng ấm mới order xong cái bánh mì Mễ đó. Bây giờ đi cái bên này có một cái chợ, cái chợ Mễ nè, thì nắng ấm sẽ đi mua đồ nè. Các bạn thấy trái cây ngon thì bây giờ thèm sắn, thôi mua sắn ha. Ok, mua sắn đi. Thấy rõ hả? Nè các bạn thấy downtown này rất là vui nhộn. Nói chung weekend mọi người hay đi nhiều á. Các bạn thấy chợ Mễ nó bán dừa nè. Đi vô chợ nhé, chợ này nhỏ thôi. Thì có bán xoài. Chắc mua đu đủ về nhà ăn thôi. Rồi trong này nó có bán sữa nè, yogurt. Rồi trứng có đầy đủ hết, chợ này rất là nhỏ. Thì nắng ấm sẽ mua chắc là mua để coi, chắc mua ngò với lại hành tây ngò để coi. Một đồng hai bó. Rồi ở nhà còn nhiều bắp lắm cho nên khỏi mua. Bây giờ đã coi ở đây nó cũng bán mấy đồ khô nữa đó. Thì có mấy cái đồ khô, rồi có dưới này nó có bán me nữa nè. Nhưng mà nhà nắng ấm nhiều me lắm, không có mua me nữa đâu. Rồi có quế nữa nè, các bạn thấy không? Đây nè, quế nè. Rồi đây nè, nó bán một bịch me này khoảng là 2 đồng 96, cũng rẻ quá ha. Nhưng mà nhà nắng ấm còn me, với lại họ có bán ớt khô nữa. Nè, ớt khô nè. Ok, bây giờ để nắng ấm lựa mấy cái hành ngò này nọ rồi mình sẽ quay tiếp nhé. Ở chợ này gần nhà thôi, kế bên là cái tiệm bánh mì á. Bây giờ nắng ấm xiên, nắng ấm quay về, hy vọng các bạn thích nha. Để mình sẽ mua mấy cái ớt Mễ này về ăn, mấy cái này rất là ngon. Ok, để lựa đồ chút đã nhé. Đây có bán khoai lang nữa nè. Chắc mua khoai lang về ăn. Bây giờ đang đợi cho người ta làm sandwich chưa có xong nữa. Thì thôi vậy bây giờ nắng ấm quay sơ sơ cái phố này cho các bạn coi nhé. Cao này nó cũng rất là nhỏ nhưng mà nó cũng rất là dễ thương. Cây xanh và vắng weekend. Có nhiều đồ ăn ngon. Cái chỗ của mình gran pussy. Tiệm nhỏ thôi mà bán hàng rất là ngon. Có sandwich rồi nè. Yeah. Bây giờ nó ăn sẽ đi về nhà để
review cái sandwich này cho các bạn nhà ăn nha. Thấy trời đang mưa không? Trời ơi, cái chỗ này ngon lắm, ăn một lần là ghiền luôn á. Mà tại giống như nó ở Việt Nam vậy đó, cái chỗ nào ngon thì mọi người tới mua. Thì ai da, đói bụng. Ok, bây giờ phải đi về nhà thôi. Cái anh chồng á, anh sợ nắng ấm quay ảnh cho nên ảnh đi phía trước mất tiêu rồi, anh này anh kia. Ok, bây giờ đi về nhà nhé, hẹn gặp lại các bạn ở nhà. Bye. Bây giờ nắng ấm đang ở trong xe để đi về nhà ăn bánh mì. À, đi downtown hay phải xuống đi bộ mà rất là vui, tại vì đi bộ cũng tốt cho sức khỏe. Thì bây giờ đi về nhà thôi nhé, đói bụng quá, chưa có ăn gì. Thấy à, thấy anh chồng anh lái anh chở nó ngắm đi mà không có dám quay. Sợ bị cầm lén. Với lại cái tính anh cũng hay mắc cỡ. Ok, thôi chú gặp ở nhà sau nha. Đường đang đi về nhà đó các bạn. Hôm nay trời hơi mưa một chút, nhưng mà không khí rất là trong lành. Nhà cửa ở đây thì nó như vậy á, nắng ấm sống ở trên cái đồi cũng núi, nghe nó sang. Giống như là, nhưng mà cái núi này thật ra nó ở trong cái thành phố. Khu này sống cũng khá là cũng được, cũng an toàn này nọ, nhưng mà ở đời cũng chưa biết chắc được nữa. Mình phải cẩn thận nhé các bạn. Em đi về nè. Hello các bạn, nắng ấm đã mới vừa về tới nhà. Mới đi mua bánh mì chung với cái anh chồng của mình. Thì ảnh đã có một ổ bánh mì và mình đã có một ổ bánh mì. Đây thì họ sẽ gói giống như là cái kẹo vậy đó. Thì nắng ấm sẽ mở ra nhé. Wow, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Cái chỗ làm bánh mì này nó rất là ngon. Đây, thì mình sẽ cho các bạn coi. Đây, các bạn thấy chưa? Nó rất là ngon. Thì đây, cái ổ bánh mì nó đã cắt làm đôi như thế này. Tại vì nó rất là lớn, ở đây họ bán một cái phần ăn vậy mới có đủ ăn cho người Mỹ, người Mễ. Người Mễ là người Mexico, tóc họ cũng đen như mình, cũng có người tóc vàng thì họ lai Mỹ đó. Thì họ rất là to lớn, họ chuyên lao động chân tay cho nên họ phải ăn rất là nhiều. Ở trong này có gì mà ngon như vậy thì các bạn cũng đã thấy là trong này trước tiên họ có cái nước sốt đặc biệt của họ nè. Rồi sau đó là cái thịt... thịt này là thịt thịt bò mà họ sắc nhỏ và họ xào với cái nước sốt riêng của họ. Sau đó là họ chế cái phô mai lên, một lớp phô mai, rồi đó họ bỏ bơ. Họ bỏ bơ, rồi họ bỏ thêm cà chua, rồi họ bỏ thêm xá lạch, rồi họ bỏ thêm jalapeno. Jalapeno là một cái loại ớt nó rất là cay. Nó như thế này, nó rất là cay mà nó rất là ngon, nó hơi chua chua. Cho nên bây giờ thì đại khái ở trong này nó có vậy nè. Thì đó là như vậy nè, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nó ngon là tại vì ở chỗ này á, họ có cái nước sốt đặc biệt riêng của họ. Họ xào thịt ngon, rau sạch và cà chua sạch và ớt và bơ sạch. Và mọi thứ rất là ngon, thì cái bánh mì nó rất là giòn. Thì để mình ăn và sẽ nói cho các bạn nó ngon như thế nào nhé. Bây giờ phải cắn cái đầu bên này. Cái bánh mì này á, cắn một miếng ớt, phải cắn thêm một miếng nữa nha. Cái bánh mì này nó ngon ở cái chỗ là cái nước sốt của cái tiệm này nó rất là đặc biệt. Mình ăn nó hơi cay cay mà cái vị của thức ăn người Mexican nó rất là hợp với thức ăn của người Việt Nam. Nó rất là ngon. Nó có bơ ở chấm và nó có phô mai ở chấm nên nó rất là béo.
Và rau của nó cũng rất là ngon, nó là chuyên sản xuất rau được. Nó ấm ăn tới cái khúc mà có phô mai với bơ là quá ngon. Thì nó có bỏ hành tây, chút hành tây thì đơn giản là cái bánh mì như vậy thôi. Cái bánh mì của Nắng Ấm nó sẽ là như vậy. Thì Nắng Ấm sẽ ăn một nửa ổ này ngay bây giờ là giờ ăn trưa. Sau đó nửa ổ này Nắng Ấm sẽ ăn tối. Coi như hôm nay là mình khỏi phải nấu ăn. Và cái anh chồng ảnh cũng có một ổ bánh mì như thế này mà ảnh ăn thịt gà. Ảnh thích ăn thịt gà. Rồi nếu mà tối ảnh đói ảnh sẽ tự nấu ăn. Ông xã của Nắng Ấm khá là cũng rất là dễ thương, dễ tính, cho nên nếu mà hôm đó Nắng Ấm đã có đồ ăn và Nắng Ấm mệt và không muốn nấu ăn thì ảnh cũng tự nấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video review bánh mì mẻ này của mình nhé. Mình rất là thích và đã muốn giới thiệu lâu cho các bạn mà chưa có thời gian đi ra ngoài để mua. Nhưng mà bây giờ Nắng Ấm đã xiên và sáng nay đã rủ ông xã đi chung và ảnh rất là mê ăn uống. Dạo này tụi mình không có ăn ở ngoài nhiều. Khi mà Nắng Ấm đi du lịch thì Nắng Ấm sẽ quay thật là nhiều thức ăn cho các bạn xem nhé. Và hy vọng các bạn thích cái video này của Nắng Ấm. Thì Nắng Ấm có quay ở phía ngoài nữa. Và các bạn nhớ subscribe to channel của mình nhé. Và mình sẽ làm thêm nhiều video nữa để cho các bạn xem. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái video này của Nắng Ấm. Và Nắng Ấm chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, luôn khỏe, trẻ, tươi. Bye.